Tham dự triển lãm Bangkok Motor Show lần thứ 34 đang diễn ra tại Thái Lan, tập đoàn Ford đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Màn ra mắt ấn tượng của chiếc EcoSport và phiên bản Fiesta hoàn toàn mới trong phân khúc thể thao cỡ nhỏ đã thu hút sự quan tâm của hơn 100 nhà báo cùng đông đảo các nhà lãnh đạo của tập đoàn Ford Motor. Kế hoạch phát triển bằng các dòng sản phẩm mới của Ford sẽ mang đến nhiều dòng xe dẫn đầu phân khúc như EcoSport và Fiesta mới, đồng thời thể hiện cam kết của Ford trong việc đa dạng hóa các mẫu xe du lịch cỡ nhỏ mà khách hàng kỳ vọng. Phiên bản Fiesta ra mắt lần này được cách tân từ các thế hệ trước, với đường nét thiết kế năng động, mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Đặc biệt, Fiesta mới là mẫu xe đầu tiên của Ford tại Đông Nam Á được trang bị động cơ EcoBoost. Trong khi đó, mọi sự chú ý lại tập trung vào chiếc Ford EcoSport, một mẫu xe SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới. Xe sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ với đường nét mang đậm tính khí đồng học. Từ hệ thống lưới tản nhiệt, cụm đèn pha trước cho đến những chi tiết ở đuôi xe đều toát lên một phong cách hiện đại. Nội thất của EcoSport mang đến cảm giác thông thoáng cho người lái. EcoSport sở hữu khối động cơ 1,5 lít 4 xi lanh TI VCT, sản sinh công suất xe 108 mã lực và moment xoắn 138 Nm, đi kèm với hộp số sàn PowerShift 5 cấp hoặc 6 cấp cho khả năng vận hành mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng với tất cả các công nghệ trong việc thiết kế sản phẩm toàn cầu của Ford, mẫu xe EcoSport sẽ góp phần cải thiện doanh số và thị phần của Ford tại thị trường Đông Nam Á trong tương lai. Ford EcoSport dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam vào quý 4 của năm 2013. Hiện tại giá bán của EcoSport vẫn chưa chính thức được tập đoàn Ford công bố.